chưa bứng được tô ra khỏi Bộ Công an, hiểm nguy đang rình rập phe tổng. Thông tin về việc ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an đã làm cho dư luận bàn tán xôn xao. Đây là một tiền lệ chưa từng có từ trước đến nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiêm nhiệm hai chức này, Tô Lâm vừa là cấp trên của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, lại vừa là thuộc cấp của ông Thủ tướng. Dù thực tế, Chủ tịch nước chưa hề đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng bao giờ, nhưng theo Hiến pháp, Chủ tịch nước có quyền này. Cũng trên thực tế, Bộ trưởng Bộ Công an vâng lệnh Tổng Bí thư chứ ít khi chịu sự chỉ đạo của ông Thủ tướng. Tuy nhiên, về danh nghĩa thì Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, là cấp trên của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Rõ ràng, Tô Lâm vừa nắm chức Chủ tịch nước để được hưởng suất đặc biệt ở lại Bộ Chính trị, vừa ông khư khư chức Bộ trưởng Bộ Công an không chịu buông, là một lợi thế vô cùng lớn đối với ông ta. Nếu nói trước đây Chủ tịch nước chỉ là chiếc ghế hữu danh vô thực, thì nay với việc kiêm nhiệm tân Chủ tịch nước, Tô Lâm sẽ có thực quyền không thua gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu không muốn nói là hơn trội. Phe ông Tổng Bí thư chiếm hơn nửa phân bộ chính trị mà không thể đẩy Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an được. Cuộc chiến công đình vẫn tiếp tục bởi mục đích của Tô Lâm là cái ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Khi còn chưa đạt được thì ông ta sẽ tiếp tục còn chiến đấu, còn cho các đồng chí của ông vào tù. Rất có thể Tô Lâm đã đánh vào chính phủ hoặc đánh vào ban bí thư của đảng. Đánh vào chính phủ là để loại đối thủ cạnh tranh, còn đánh vào ban bí thư là để tìm cách cướp lấy ghế mà ông Trọng đang ngồi. Dù đánh vào đâu thì Tô Lâm vẫn có đủ binh hùng tướng mạnh chơi sòng phẳng với các phe phái kia. Rất có thể Tô Lâm sẽ dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm để ép các thế lực còn lại phải lùi bước hoặc từ bỏ tham vọng của họ. Cũng có ý kiến cho rằng Tô Lâm chỉ tạm thời giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an trong một thời gian ngắn rồi giao lại cho người khác. Nếu chiếu theo thông lệ thì rất có thể nhận xét này có lý. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến sinh tử để giành lấy quyền lực cao nhất, nên một khi Tô Lâm đã giữ được hai ghế thì sẽ không dễ dàng nhả nó ra nếu áp lực từ phía ông Tổng không đủ mạnh. Bởi nếu nhả ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho phe Tổng, chẳng khác nào Tô Lâm nộp mạng cho đối thủ. Việc Tô Lâm nắm chức Chủ tịch nước và kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lùi bước trước Tô Lâm, ít nhất là tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 vừa diễn ra. Nguyên nhân phe của Tổng Trọng hiện có đến 3 cái tên có thể thay thế Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, đó là ông Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình và Trần Cẩm Tú. Nhân sự thì thừa thãi như thế, sao lại để cho Tô Lâm kiêm nhiệm? Chỉ có thể giải thích rằng đây là sự lùi bước của phe Tổng chứ không phải thiếu nhân sự. Ông Nguyễn Phú Trọng kéo Đại tướng Lương Cường về Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai với cương vị Thường trực Ban Bí thư là một nước cờ rất cao thầm. Tuy nhiên, tướng Lương Cường để phòng thủ vững chắc nhưng chưa chắc đã có khả năng phản công lại Tô Lâm. Cần phải có thời gian để xem xét vị tân Thường trực Ban Bí thư sẽ phản ứng như thế nào trước sự hung hăng của Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ cho biết cả Lương Văn Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều được Tô Lâm giới thiệu để Bộ Chính trị lựa chọn cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng cả hai đều không đủ phiếu. Thất bại của hai vị đệ tử này khiến Tô Lâm rơi vào thế bất lợi. Nhưng bất ngờ Tô Lâm đã trở cờ, quyết nắm chắc ghế Bộ Công an, không chịu nhả ra cho bất kỳ ai thuộc nhóm của ông Tổng. Mà một khi Tô Lâm đã quyết ngồi lại thì rất khó cho phe ông Trọng có thể đẩy được Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an. Giờ đây bài toán khó nhất của Nguyễn Phú Trọng là làm sao đẩy được Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an. Nếu không làm được điều này thì nguy hiểm luôn trực chờ các thành viên Ban Bí thư, kể cả với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chưa bứng được tô ra khỏi Bộ Công an, hiểm nguy đang rình rập phe Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Từ 4 ứng viên giờ tô với chính trận chung kết, sinh tử khó tránh. Sau kỳ họp Quốc hội, Tô Lâm sẽ chính thức nhận chức vụ mới và sẽ có vị thế mới.
Vị thế này sẽ quyết định việc Tô Lâm có đủ sức, đủ khả năng để tiếp tục những trận chiến sinh tử tiếp hay không. Mặc dù Tổng Trọng đang ra sức bảo vệ chiếc ghế của ông đang ngồi trước sự tấn công của thế lực khác, tuy nhiên với tình hình sức khỏe như hiện nay, khó có khả năng ông sẽ tiếp tục được nhiệm kỳ thứ tư. Với 16 người trong Bộ Chính trị hiện nay, trừ ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ còn 2 người đạt tiêu chuẩn hơn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Như vậy, việc đấu tranh để giành chiếc ghế Tổng Bí Thư mà ông Trọng đang ngồi sắp diễn ra trận chung kết, hoặc Tô Lâm hoặc Phạm Minh Chính sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí Thư. Chỉ cần loại nốt Phạm Minh Chính, Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Khi ông Tô Lâm đánh Vương Đình Huệ, có thông tin cho biết Phạm Minh Chính đã bắt tay với Tô Lâm để mà hạ bệ ông Huệ. Tuy nhiên, cái bắt tay này chỉ là giai đoạn, là nhất thời và chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Người có công hạ bệ ông Huệ là Tô Lâm, chứ không phải ông Phạm Minh Chính. Có thể ông Chính bắt tay với Tô Lâm chỉ để tránh gây thù chuốc oán với bộ trưởng nhỏ nhen. Mục đích của ông Chính là tránh đối đầu với đối thủ đang mạnh. Khi ông Vương Đình Huệ còn đương chức có đến 3 ứng viên cho ghế Tổng Bí Thư, giờ đây chỉ còn có 2 ứng viên, dù Phạm Minh Chính có né tránh, thì đến lúc cũng phải đối đầu với Tô Lâm để mà phân cao thấp, bởi ghế Tổng Bí Thư thì chỉ có một và cũng không thể trao cho 2 người đồng sở hữu được. Trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào Ban Bí Thư và đã thành công hạ gục thường trực Ban Bí Thư. Mục đích của Tô Lâm dường như là tạo ra sự hỗn loạn cũng như tạo ra khoảng trống để có thể mà nhét các đàn em thân tín của mình vào đây. Tuy nhiên, ngay lập tức, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã vội bịt lỗ hổng. Thậm chí, ông còn gia cố cho Ban Bí Thư vững chãi hơn so với khi mà bà Trương Thị Mai còn đang đương chức. Nhưng Tổng Trọng chỉ mới gia cố Ban Bí Thư, chứ chưa tung đòn phản công. Còn sự thành bại khi phản công lại là một câu chuyện khác. Nếu ông Tổng thành công, tức là loại được Tô Lâm ra khỏi vũ đài chính trị, thì kẻ hưởng lợi là Phạm Minh Chính. Chớ chiều thầy, Phạm Minh Chính lại không phải là đệ tử ruột của ông Tổng, mà là đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng, là đối thủ lớn nhất của đời ông. Vậy nên khả năng ông Trọng gia cố Ban Bí Thư là để bảo vệ ông không bị tấn công, hơn là chủ tính cho việc phản công. Bởi nếu phản công dù thắng hay bại, thì kết quả là để kẻ khác hưởng lợi. Hiện nay, đệ tử ruột của Tổng Trọng đã không còn ai đủ tiêu chuẩn để kế nhiệm ông sau khi ông rời chính trường. Chỉ cần loại nốt Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ là ứng viên duy nhất thay thế ông Trọng. Còn 20 tháng nữa là đến đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng vẫn đang rối như nổi canh hẹ, không một ai đủ uy tín và quyền lợi để mà vượt trội, để mà ổn định tình hình. Ngay cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang phải đấu tranh sinh tồn, thì làm sao có đủ khả năng thiết lập được sự ổn định cho Đảng. Phạm Minh Chính và Tô Lâm từng cạnh tranh khốc liệt trong Bộ Công an, cả hai cùng được phong hàm cấp tướng cùng lúc, cùng được phân công làm Thứ trưởng Bộ Công an. Sự cạnh tranh đó đã kết thúc vào năm 2011, khi Phạm Minh Chính rời Bộ Công an về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau đó, cả hai lại cùng nhau vào Bộ Chính trị. Chỉ đến năm 2021, Phạm Minh Chính mới vượt lên nắm chức Thủ tướng. Với thứ bậc trong chính phủ, ông chính là cấp trên của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giờ đây, đại hội lần thứ 14 của Đảng đang đến gần, với ứng viên cho ghế Tổng Bí Thư chỉ còn có 2 người, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Thời gian trận kịch chiến giữa hai đối thủ đầy duyên nợ này là điều khó tránh khỏi. Nếu ông Trọng chết trước đại hội lần thứ 14, trận kịch chiến sẽ diễn ra sớm hơn, gay cấn hơn, khốc liệt hơn. Hứa hẹn cung đình sẽ có phim rất hay để mà phục vụ người dân trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin từ 4 ứng viên giờ còn có Tô và Chính, trận chung kết sinh tử khó tránh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.